Mika cua. Đi ăn không? Ông mua cho tôi chai dầu ăn với. Cua ơi! Cua ơi! Alo, con hả? Con ở đâu đó con? Ơi. Chờ xíu. Con ơi, người ở bên đường gói cước nào được dùng nhiều vậy con? Má hỏi con này, con đã chỉ má giờ này lễ quá. Hè hôm qua bận quá đường huyền, thôi thì chỉ má gói nào ok. À mà đăng ký thế nào, cú pháp gì á, chỉ dùng má coi. Hồi hồi tôi nói mẹ, sếp giao việc gấp trễ là căng ngay. Cho tôi mượn điện thoại nha. Chúc anh ngon miệng. Mai Viettel, kết nối cuộc sống số.